Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh We Game Code cùng bà bếp nha. Hôm nay We Code sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn vặt rất nổi tiếng ở xứ sở Kim Chi. Đó là món đậu phộng kho mè. Món này các bạn nào mà ăn ở những quán Hàn Quốc sẽ để ý là món này là một trong những món ăn kèm rất nổi tiếng rồi nha. Ăn kèm với cơm, kim chi, đồ nướng nữa các bạn, rất là ngon các bạn nha. Nào chúng ta cùng làm thử nha. Nguyên liệu chúng ta sẽ có 500g đậu phộng nha các bạn nha. Đậu phộng các bạn lựa là lớn ăn cũng ngon lắm các bạn nha. Các bạn nên ngâm khoảng 6-8 tiếng nha. Lưu ý nha, phải đúng 6-8 tiếng lên các bạn nha, nó phải nở hết được. Và mình sẽ có 1 lít nước để lát mình nấu chung với đậu phộng các bạn. Và nước tương mình sử dụng là 100ml nước tương các bạn nha. Ra chúng ta sẽ có 80g nước đường đặc các bạn à, nước đường bắp á, để nấu chung á. Rồi sẽ có mè rang mình các bạn mè bỏ cho vi ba các bạn đó là nhanh. Rồi mình sẽ có 20ml dầu ăn các bạn nha, cùng với 10ml dầu mè đó. Ngoài ra chúng ta sẽ có hắc xì dầu các bạn, nước tương đặc biệt á, để tạo màu mình nha, là 10ml cùng với đường là 20g nha các bạn nha. Ok, đầu tiên mình sẽ luộc cái đậu phộng trước các bạn nha. Mình cho đậu phộng vào, mình cho tí xíu muối, hoặc các bạn là có viên carbonate các bạn sẽ tăng thời gian luộc lên rất là nhanh nha. Thì mình luộc khoảng tầm nửa tiếng tới 45 phút các bạn nha, tùy theo đậu phộng càng lớn hay luộc càng lâu các bạn nha. Thì các bạn luộc đến khi nào mà nó gần chín các bạn, tức là mình kiểm tra mình ăn rồi là nó chín luôn rồi đó, gần chín rồi đó thì mình mới lấy ra các bạn nha. Ok, và sau hơn 45 phút trôi qua thì đậu phộng đã chín rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vớt đậu phộng ra các bạn nha. Chín nhưng mà đừng để nó rụt các bạn nha. Rụt nó sẽ vỡ thì sẽ không đẹp, cái hạn không đẹp các bạn nha. Nó còn nguyên hạn nó mới đẹp. Mình vớt ra thôi. Bỏ nước các bạn nha. Và mình chuẩn bị mình nấu lên kho các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bắt chả lên và mình sẽ bắt đầu mình nấu hỗn hợp mà nước kho các bạn, nước chung với cái đậu phộng các bạn nha. Đậu phộng đã nấu chín nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vào nha. Tiếp theo mình sẽ cho nước tương vào, đường vào, dầu vào, với hắc xì dầu luôn các bạn nha. Đó, mình sẽ nấu cái đậu phộng trong khoảng tầm 20 tới 30 phút, tùy các bạn. Nó đậu phộng mà gần chín thì các bạn nấu khoảng nửa tiếng, còn đậu phộng nào mà đã chưa chín thì các bạn phải nấu thêm chút xíu nữa nha. Đó, khoảng 3 phút cho hỗn hợp nó sệt lại các bạn, rồi sau đó mình sẽ cho cái nước đường, cuối cùng mình cho dầu mè vào là xong các bạn nha. Đó, quy trình là như vậy á. Ok, hỗn hợp mà mình đã trộn đều các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đậu phộng và mình nấu các bạn nha. Rồi, mình sẽ bắt đầu nấu. Tùy theo các bạn, nếu mà đậu phộng chín thì nấu khoảng 15-2 phút để khi sợ là ok. Còn đậu phộng nào chưa chín thì nấu thêm khoảng nửa tiếng các bạn nha. Để khi nấu chín mềm rồi đó thì mình sẽ cho cái phần nước đường cùng với dòng mè vào là xong các bạn nha. Ok, và hơn 2 phút trôi qua các bạn thấy không? Đó, hỗn hợp đã sệt lại các bạn, rất là đẹp mắt nha. Phộng cũng đã chín rồi các bạn nha. Đó, bây giờ mình sẽ đảo đều cho nó hỗn hợp sệt lại và mình sẽ cho nước đường cùng với dầu mè vào là xong các bạn nha. Mình chuẩn bị thưởng thức thì mình sẽ đắp tí mè lên là xong rồi các bạn ơi. Nó đơn giản, ăn rất ngon và rất là thơm rồi nha. Món này có thể ăn nhậu giống như ở ngoài á. Bạn nào mà ăn ở những quán để bộ hay có cái quán mà ăn mà trước khi mình vào mà ăn chín các bạn, đó là phộng á, ăn rất là mềm mềm mùi vùi thơm bên ngoài, ngọt mặn bên trong, rất là thơm rồi nha, ngon nữa. Ok, bây giờ mình sẽ cho nước đường vào cùng với dầu mè và mình trộn đều lên là xong các bạn nha. Rồi chúng ta thưởng thức nào. Rồi mình đã cho tô ra tô các bạn. Bây giờ mình sẽ rắc mè rang lên. Rồi chiết thêm vài bông hoa
bà Hà húng lưỡi lên đó là xong các bạn nha. Rồi chúng ta cùng nhau thưởng thức nào. Xin mời cả nhà nhiên. Tên 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 tên. Cả nhà ơi, cả nhà nhìn có ngon không nào? Trời ơi. Với lớp mè thơm lừng cùng với đậu phộng, bên ngoài là ngọt ngọt mặn mặn, ăn bên trong là sực sực bé béo bùi. Trời ơi, quá tuyệt vời. Làm thêm vài ly mía, thêm vài miếng nhắm miếng mồi nữa là quá tuyệt vời cả nhà nha. Rồi, bạn nào thích cay cái cho miếng ớt nữa nha. Ăn y chang như là mình ăn cơm được các kho đồ kho và rất ngon cả nhà nha. Rồi, chúc cả nhà có những phút đi thư giãn với món ăn này nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.